Mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình được ông Chính dắt cho đi qua cái sông lớn bên đây nè các bạn, là cái sông Hậu ở nhà mình đó. Mình sẽ đi đổ cái giớn thiệt là bự với ông Chính nha. Giờ đang tiến hẳn qua bên sông. Đó, phía trước có rất là nhiều ghe luôn, ghe lúa kìa các bạn. Quá wow, đã quá à. Ôi sông. Cái giớn này nó dài bao nhiêu ông Chính? 12 thước là gì, dài lắm luôn nha. Dạ. Mà giờ mình chỉ văng chỗ này thôi hả? Mình văng lúc nào vậy? Ở đâu cũng được chứ ông Chính? Ở đâu? Con ở đây hả? Đây là gọi là cái giớn khổng lồ luôn các bạn ơi. Nè các bạn thấy cái luồng không? Cái luồng là gấp mấy lần cái luồng ở nhà mình luôn. Nãy giờ bắt đầu từ cái đầu mình đi hả ông Chính? Cái giớn này làm dài tới 12 mét là do ông Chính làm luôn đúng không? Ông Chính ông đương ông làm luôn các bạn. Lát mình chỉ cho các bạn là cái giớn ở trên bờ nha. Còn đây là cái giớn dưới nước nó. Cái giớn này chắc là nó cũng lâu mục lắm không Chính? 2-3 năm nó mới mục đó. Ồ lâu vậy? Mình văng bao lâu ta? Văng thì mãn năm luôn, để hoài vậy đó. Dạ. Rồi sáng mình văng hả? Rồi mấy giờ mình cuốn? Chưa trưa gì hả? Mình này đổ để hoài luôn. Để hoài luôn. Nhưng mà cách mấy tiếng không Chính? Ôi các bạn thấy cái giớn nó bự không? Luôn. Wow. Trời ơi, quá dễ rồi. Rồi, mở dây đẳng đi. Con lấy cái hộp. Mở dây đây. Mở vậy đâu ông Chính? Yếu giò với giò cũng luôn á. Dạ. Trời ơi. Cá cha không Chính? Cá cha, cá chép. Cá chép. Cá rô phi nữa. Trời ơi nó vậy. Wow, nguyên con cá chép bự luôn. Đã quá. Cá đùi đỏ nữa. Chị Vinh nữa hả ông Chính? Chị Vinh nữa. Cá he. Trời ơi. Có cần để nước vô ông Chính? Ôi trời trời, có khi nào mắc cá không vậy? Đi, wow. Là còn nữa không ông Chính? Vô cái nhỏ nó nhỏ luôn không? Dạ. Trời ơi, thấy ham quá các bạn ơi, đây nguyên một con cá chép luôn nè. Ôi, bự quá trời bự luôn. Thôi thôi, không được. Có khi nào nó văng ra ngoài luôn không ta? Thấy ham quá ông Chính ơi. Các bạn ơi, bây giờ, trời ơi, cái gì vậy nè. Bây giờ ở văn á là nó chưa có nhiều lắm đâu, gì á là mới có chưa được đầu mùa đó nha, tao khoảng vô một tháng nữa là trời hết cái hùng này luôn, hay không Chính? Ừ, nữa nhiều cái nữa nước ra nhiều á đổ mùa nước nổi á là nhiều lắm luôn á. Ui, bữa nay trúng mánh là nhờ có con mà được nguyên con cá chép này luôn. Có trứng nè. Cá vàng. Đây cái giớn. Cái giớn nhỏ là cái màu xanh hay là cái kia ông Chính? Cái màu xanh nhỏ nhỏ đó đó các bạn, là cái giớn nhỏ nè. Bây giờ mình dở luôn cho các bạn xem cái giớn nhỏ này. Dở
Giờ tiếp tục là mình sẽ dỡ cái giếng nhỏ đây. Đó, có cái luồng đi vô, giờ dỡ cái đầu lên, là mình từ đằng đò, đằng luồng đó mình chút ra. Không biết nhiều không đây. Cái giếng nhỏ thì cũng giống như giếng bên kia. Ông Chính ơi, cái giếng bự cũng không thấy cá linh gì hết ha. Bự lý thưa. Dạ, ít dính ha. Toàn là dính cá bự không à. Ở ngoài sông này cá nó bự quá rồi, ngon nữa. Có không Chính? Đang trông chờ không biết nhiều không đây. Đó, cũng có nhưng mà có cá nhỏ. Ít hả ông Chính? Cá gì vậy ông Chính? Đảo cho con coi với. Cái thùng này, cái thùng. Bồ này không nhiều, không nhiều à hung này. Ôi, con cá này đã quá à. Rồi chút vô. Ôi trời ơi trời ơi. Cá bóng. Cá bóng có vài con cá bóng mà. Mất tiêu rồi ông Chính này. Ủa có mấy con không Chính? Ừ cái này ít. Ít quá à. Lủng nhiều quá chứ phải không? Cái giếng này bị lủng rồi. Dạ. Không có cá luôn. Kìa nó lủng rồi các bạn ơi. Cá nó đi ra ngoài hết trơn rồi, uổng quá. Ôi nó lủng nè, cá nó mang cá bóng nó chui ra được chân. Dạ. Ôi ôi xui rồi. Mình với ông Chính đi đổ giớn đó các bạn. Thì bây giờ ông Chính tặng cho mình cái con cá chép này. Đây, con cá này nãy đem lên bờ căng là 1,1 kg đó. Ủa, cá này về đưa cho mấy đứa nhỏ là nó phái lắm luôn á nha. Thịt rất là ngon luôn. Mình nghĩ trong đây nó có trứng á. Không biết có không nhưng mà mình nhìn cái bụng đó nè các bạn. Để lát mình mổ ra xem cho các bạn xem cô có không nha. Giờ mình lại trở về bên bờ bên kia. Đem đồ ăn gì cho mấy đứa. Ông Chính biết cá này ở đâu mà nó có không? Chính biết cá này đâu có không? Hồi đó con thả giờ nó bơi ra được tới đây. Con bắt nó lại. Về. Yeah. Tới bờ các bạn ơi, nhanh lắm. Qua sông ấy, đi với cái giỏ này thì nhanh lắm, chút xíu là tới rồi. Còn mình bơi xuồng đó là chắc là cả lâu lắm mà mình phải né ghe, né đồ nữa. À. Xịn quá ông Chính ơi. Đó nó nữa, đó trắng nữa kìa. Đây các bạn ơi. Nè con cá mình vừa đem về nè, nãy căng ký mốt đó, nãy nó chết á, bây giờ để vô nước nó sống lại giờ mình làm nó luôn. Nay có chị Hằng xuống chơi nữa, chị Hằng ở nãy có thay mình đi chợ nè, mua một ít đồ nè. Chị Hằng mua để làm con cá này đó, không biết chị Hằng làm món gì. Bữa nay mình làm món cá chép.
chiên tương nha. Chiên tương hả chị? Ừ, có bún tàu nè, nấm năm chiên tương ngon này nha. Nước cốt dừa nó là béo ngon quá à. Vậy hả chị? Ừ. Ui, món này đặc sắc à. Món này có tương hột nữa luôn. Có nè, chị mua tương hột. Rồi, vậy là ngon. Ơ, cái tương hột này nó ngon hơn cái tương hột đỏ. Gì hả? Mặn màu vàng hả? Cái này tương hột trắng, tương hột đỏ nó mặn á, nó có ngon bằng này. Dạ, vậy vậy mặn cá nha, chị làm mấy cái đó đi. Mặn cá cho. Ừ, con cá này, con cá này nè các bạn, là hồi đợt mà mình đưa ông Táo về trời đó, mình thả mấy con mấy đứa ba bốn con gì phải không, ba con, giờ nó bơi ra tới ngoài sông cái đó các bạn, giờ nó đã bị mắc lưới mình, xin lỗi, giờ mình phải mặn nó thôi. Hả Ti? Dạ. Giờ thả hả mặn? Mặn. Nhí ơi, thả hả mặn nhí? Mặn. Mặn hả? Không là chịu thả. Cá này nó cái dãy nó dính quá các bạn ơi, cực kỳ dính luôn, cái này nhớt rất là nhiều nữa. Này nãy giờ mặn mà nó cứ nhảy đặt vậy, như nó không muốn chết hay sao? Muốn tha cho nó. Cơm chưa bà ba? Ăn rồi. Tao ăn chết, ăn là 9 giờ rồi. Em hỏi ngoại là ngoại chuẩn bị ăn chiều đó cắm. 3 giờ tao nấu cơm mà 4 giờ cái ăn rồi đó. Con trễ. Con nè, tới 1 giờ ăn xong là con ăn một cửa cơm xong là con nghỉ ăn cửa chiều. Chào. Không ăn bằng cá mà mặt thằng Thái dễ sợ. Chiều chợ ăn cắm. Này bún tàu mì mà mình vớt ra. Để cho cá chép mình hấp ngon các bạn thì mình sẽ cho vô đây một ít hạt nêm. Mình ướp khoảng chừng 15 phút á, mình để vô nồi mình hấp. Cá sau khi mình ướp 15 phút, bây giờ mình cho vô cái nồi mình hấp. Giờ mình sẽ khử dầu các bạn. Rồi mình sẽ cho cái củ nha. Củ hành nha. Tỏi mình phi cho nó vàng, rồi giờ mình sẽ cho nấm đông cô nè. Nấm mèo vô trong đây luôn. Ủa chị ăn sao cái này mình hấp mình không có đậy nắp vậy? Chị gỡ ra đó tại vì nó có nước rồi đó. Dạ. Thấy không? Chút xíu nữa mình để nước vô trong cái chảo này luôn. Nó rất là ngọt. Cái nước mà nó ra. Dạ. Cá này nãy đủ vớn á chị. Ngon ha. Ngon. Có con cá cha nữa mà không ấy, lấy ông Chính cho con cá này. Cho con cá chép thôi hả? Dạ, ký mốt lần á. Bự ghê luôn. Nhớ con cá này không? Dạ. Nhớ con cá này không? Nhớ chị. Cá này cá đâu đó. Đó là bữa mình thả, giờ nó dính lại, em nghĩ là vậy á. Xong nuôi lớn giờ nó dính lại đúng không? Ủa vậy chỉ có hai loại cá thôi hả? Cá chép chứ là con cá như mùa cha nè. Con cá rô phiên, con cá chì dinh nữa à. Nhưng mà nó cũng nhỏ chị. Tại vì mùa này chưa có nhiều. Kiểu như tháng nữa nước lên đó. Nó mới có lên thôi đó chị. Dạ. Giờ mình cho thêm một ít tương hột vô đây. Cho phân nửa thôi. Cái gia vị nó thấm vô, nó có cái vị ngọt. Ngọt và cái ngọt vị vô. Chị thấy ăn với nước mắm á. Mà cái này là chị ướp vừa ăn luôn rồi. Mình để vô một chút xíu rồi. Cái này tắm nó bụng rồi các bạn ơi, cái nếp tới bụng rất là xấu. Mình sẽ cho một cái lớp này
muốn tạo dưới đây. Nó vậy luôn hả chị? Mình ngâm vậy thôi hả? Ừ. Đâu có, mình còn hấp lại lần nữa đó. À, còn hấp chứ mình chưa ăn đâu. Mình chưa ăn. Trời, vậy là mình chưa được ăn luôn hả? Phụ tiếp chị đi rồi, khoảng chừng 15 phút là ăn rồi. Mình nhét cái lớp ở đây. Cho lên đây nè con. Chờ tới tí là nắm nó chị cho nó lẹ. Chị cảm đói rồi. Mình sẽ cho cái phần nước cốt cá lên đây. Thơm không chị? Thơm nhỉ. Nhẫn lắm thơm rồi. Có cái mùi gừng vô là nó khử hết luôn. Mọi thứ. Rồi xong em cho con cá lên. Sao đi tao ghê lắm chị. Em mới thử rồi. Chị cho chị chút mới lên đây luôn. Hả? Chị lấy cái đó là chị chút mới lên luôn. Rồi chị nó gắt cái ập nha. Thầm cái ập ra hơn khóc luôn. Ôi vừa. Nhà hai con cá để em có cách lặn khỏi xuống hả? Giờ áo con lên vậy đi. Đó. Thôi nhẹ nhàng. Này xung quanh lên cho chị. Thôi vậy. Nhìn ngon quá. Ngon không? Mình sẽ cho cái phần này lên cho con cá nó thấm. Mà dẫn thôi thôi. Hành luôn không chị? Không, hành chút xíu nữa, gần nhắc xuống em phải để cho sao. Dạ. Nhiều rồi ha chị? Hết luôn đi. Hết luôn. Tại vì cái gia vị là chị đã ốp sẵn rồi, cái là vừa ăn. Dạ. Lên ra vậy đó. Lên ra đổ tới đây nè. Mất rồi. Bảo chân nói nắm thối các bạn ơi, có kẹo bịch khẩu trang luôn kìa các bạn. Ghê chưa? Thơm mà. Thơm không chị? Trời, thơm gì mà mẹ che thú. Mấy hử con cá hủi quá. Nè, hủi lại đi. Thôi, không cho hủi đâu. Trời ơi, người ta thơm muốn chết. Mũi của chị cắm thử được luôn rồi, em đậy nắp ra đi. Giờ mình sẽ dỡ cái nồi cá này ra. Ui da, nóng quá. Thơm lừng, thơm nứt mũi luôn. Giờ mình sẽ gãy phần vô. Bỏ hết rồi. Xong rồi hả chị? Xong rồi cảm ơn. Thấy thơm không? Yeah. Yeah. Còn gì chị đậy lại cái nữa. Xong rồi cho nó chín cái hành. Wow. 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 Đã quá vậy. Khổng lồ, khổng lồ. Chưa để chị ăn nhắc cái lấy lùng dẻ kìa. Rồi. Để nó đói hả? Đói. Đói hả? Đúng rồi, cũng đói chứ không. Món ăn đã chín rồi, mời tất cả các cô chú anh chị và các bạn cùng dùng. Rồi cả nhà mình dùng đi. Vô thôi. Vô thôi, xích vô, xích vô hàng, xích vô, xích vô, xích vô. Giống hôm bữa mình thử dép vậy đó. Cứ nhào vô. Xích vô đi Cẩm. Dạ. Em gấp tới mà để mấy đứa gấp trước cái này. Thôi gấp thử coi xem sao. Coi chừng xương đó nghe em. Để cái chén đựng xương đi. Cái này nó hơi xương á. Cái chén đựng xương phía trước kìa con. Để con ghét mình chị đi vô. Lâu lắm rồi mới nấu cho mấy đứa nhỏ ăn rồi. Ngon quá. Ngon quá hả? Vừa ăn không? Thơm thơm ngon mấy béo thôi. Cá chị Cẩm đem về đó, chị ăn có nhiệm vụ nấu rồi, nhờ chị Cẩm đem cá về. Ghê lắm. Nấm giòn kìa. Nấm có mặn không? Dạ không. Giòn. Cá này xương nhiều lắm nha. Ăn từ từ thôi á. Chút thôi chú ăn. Chắc là bún. Chị để trên cho nó thấm xuống dưới. Tì tì tì. Dạ. Chị có không làm mặn lắm. Nấm giòn. Nấm giòn kìa. Nấm xương cô thì nó còn dai dai. Ừ, dai hơn đúng không? Như lâu lắm mình mới nấu ăn. Ừ, nấm ngon quá. Ngon quá hả? Ngon cỡ thế nào Cẩm? Không xỉu luôn. Không xỉu luôn. Tại vì nấm chị mua là ngon quá. Cẩm xỉu là đó không nói. Đúng mày lâu lắm rồi mình không nấu ăn. Lý đâu không dám qua đây nữa đâu. Cứ sợ qua đây bị ăn nó dập quá. Mỗi ngày chị vậy làm chị nấm hoành tráng luôn á. Vậy hả chị? Ừ. Thương rồi nha. Cẩn thận mấy đứa ơi. Ti cho chị cái muỗng đi ti. Thích cá ngọt
ngay nha. Cũng thương ngay nè. Ừ. Mà thật sự mấy người lớn tuổi ăn mấy con cá chép thì chắc ăn được con á. Dạ. Xương nhiều quá. Trời ơi, lần đầu tiên chị ăn cá này luôn á. Cái xương đó mà mắc. Cái to. Ủa chị không ăn cá này hả chị? Trước giờ chị chưa ăn, lần này ăn một tiên luôn á. Tại tao nói cá chép là thả thôi à. Đúng rồi. Nhưng mà nói là người mà có bầu á, ăn cá chép này rất là tốt luôn. Bổ. To ghê, nãy dãy lắm luôn. Giờ hàng cá nè, 3 đồng rưỡi hết không? Chắc sạch nồi á chị ơi. Thua rồi chị ơi. Đầu hàng rồi. Không, nãy 3 lon rồi chị. 3 lon á, mà 3 lon rưỡi cũng hết luôn á. Bún nè. Con thử miếng bún thì nó thấm không? Bún ngon lắm đó chị. Thấm hả? Dạ thấm ngon lắm. Cái này mình mở quán được chưa ta? Được rồi đó chị. Rồi mà mình làm lâu quá. Lâu quá không à? Cẩm nó đói bụng á chị. Làm món ăn này trong vòng có 25 phút mà cẩm nó là lâu. Cẩm nó bụng. Ta ngồi ta đợi á. Đợi thì lâu phải không? Người nóng thì không có thấy lâu gì chứ. Xong rồi lại nông mới làm xong kịp. Còn kịp bán. Mình phải làm trước á. Kêu một chục dĩa này. Mình làm xong. Tỉnh không? Chứ làm nhiều quá chị bị gói. Làm được. Để cho chút gừng á, ăn nó ấm bụng. Ngon. Thơm, nó khử mùi. Như này nấu lẩu á, thì em cho vô một chút xíu khóm. Còn cá thì em để cho một chút xíu rừng. Nó rất là thơm luôn, mà nó không có thấy mùi giống như em nói vậy. Này Ti. Này không có xương này Ti, ở đây nè. Đây nè. Con dẻ cá dẻ xui lắm, chứ đừng có gực lên nguyên cá. Gực nguyên cá là nguyên một lóc xương nó nhảy lên luôn. Xương mà ngon đúng không? Nó béo quá chị. Thịt nó ngọt. Vậy là mai kêu chị cắm đi nữa đi. Trời ơi, là có ăn nữa. Cái này hên xui chị. Không xui được. Bữa nay ít không có nhiều. Mà hên xui á, tùy bữa được cá nữa. Mà cái giớn bự này là cá bự mà. Giớn tới mười mấy mét luôn mà. 12 hả? Dạ 12 mét. Quá to. 12 mét là gần hơn cái nhà của nhà bà Sáu rồi đó. Bà Sáu có 8 mét nè. Là 49 đường luôn á. Thôi giỏi ha. Còn có về miếng nữa. Trời ơi, dữ không? Chết chị Hằng. Ăn vậy bắt đầu ăn bắt đầu chiến luôn rồi nè. Đủ mà, thịt cá béo luôn. Chị em cũng mới ăn con cá này luôn. Còn bún nhiều lắm á nha. Bún cho chị Hằng ăn đi mấy đứa ơi. Để bún chị Hằng ăn. Bún để chị Hằng lo. Hai chị gửi. Nấm này cũng đắt quá. Giòn. Hôm nay nhà mình làm món cá chép mà để hấp đó các bạn. Thật sự mùi vị rất là lạ, rất là ngon. Ăn rất là béo, thịt rất là chắc nữa. Cộng thêm nấm rất là giòn. Ăn vô miệng thì không bao giờ biết ngán luôn. Nhà mình mỗi người ai cũng đều ăn hai chén. Nếu các bạn thấy thích video nhà mình làm thì nhớ like và đăng ký. Nhớ like và đăng ký kênh của mình để ủng hộ lâu rồi chị Giang bị dắt. Bye bye.